Chào mừng quý vị đến với một điểm tin Giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin Giáo phận Phú Cường. 37.000 người gia nhập đạo Công giáo ở Mỹ vào đêm vọng phục sinh 2019. Người hùng cứu các thánh tích vô giá khỏi nhà thờ Đức Bà Paris đang cháy. 119 tín hữu Công giáo Sri Lanka bị giết trong thánh lễ. Tin Hoa Kỳ 37.000 người gia nhập đạo công giáo ở Mỹ vào đêm vọng phục sinh 2019 Nhiều giáo phận tại Hoa Kỳ đã báo cáo số lượng những người có ý định trở thành tín hữu công giáo vào đêm vọng phục sinh thứ Bảy 20 tháng 4 cho Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Theo các báo cáo, hơn 37.000 dự tòng đã được gia nhập giáo hội công giáo trong thánh lễ đêm vọng phục sinh. Trong khi mọi người có thể trở thành tín hữu công giáo vào bất cứ dịp nào trong năm, thì đêm vọng phục sinh chính là thời điểm đặc biệt thích hợp để các anh chị em dự tòng được rửa tội và các kỳ tô hữu đã được rửa tội được hiệp thông trọn vẹn với giáo hội công giáo. Các giáo sứ chào đón những anh chị em dự tòng này thông qua nghi thức gia nhập kỳ tô giáo cho những người trưởng thành. Trước khi bắt đầu quá trình lãnh nhận nghi thức gia nhập kỳ tô giáo cho những người trưởng thành, Mỗi cá nhân đều tìm hiểu một số kiến thức về Chúa Giêsu Kitô, đồng thời xem xét mối tương quan của mình với Chúa Giêsu Kitô và thường được cuốn hút theo một cách thức nào đó để đến với giáo hội Công giáo. Sau đó, trong suốt quá trình học hỏi, vốn thường kéo dài 9 tháng hoặc lâu hơn nữa, mỗi người đều phải học hỏi các giáo huấn của giáo hội Công giáo một cách chính thức hơn và đồng thời nhận ra rằng họ sẵn sàng để cam kết sống theo những xác tín này. Hàng ngàn anh chị em dự tòng đã trải qua quá trình này và sẵn sàng thực hiện bước tiến này vào đêm vọng phục sinh thứ bảy, ngày 20 tháng 4 tại các giáo xứ. Có hai nhóm khác nhau được bắt đầu gia nhập giáo hội Công giáo. Các anh chị em dự tòng, những người chưa bao giờ được rửa tội, sẽ lãnh nhận bí tích rửa tội, thêm sức và rước lễ lần đầu. Còn các anh chị em đã được rửa tội theo một truyền thống Kitô giáo khác thì sẽ được gia nhập giáo hội thông qua nghi thức tuyên xưng đức tin và lãnh nhận bí tích thêm sức và bí tích thánh thể. Tin Paris, người hùng cứu các thánh tích vô giá khỏi nhà thờ Đức Bà Paris đang cháy. Một anh hùng đã chạy vào nhà thờ chánh tòa để cứu các thánh tích, đó là cha Jean Marc Fournier, tùy quý của đội cứu hỏa Paris. Cha Jean Marc Fournier đã cứu được mặt nhật có mình thánh chúa và vương miện gai ra khỏi nhà thờ Đức Bà Paris đang cháy vào tối thứ hai, ngày 15 tháng 4 năm 2019. Người ta đã sợ rằng cả hai tác phẩm nghệ thuật này bị lửa thiêu đốt, nhưng cha Fauni đã không sợ hãi, chạy vào trong nhà thờ để cứu những đồ thánh này. Vương miện gai được coi là một thánh tích của vòng gai được đặt trên đầu của Chúa Giêsu Kitô khi Chúa bị đóng đinh. Nó được đưa đến Paris vào năm 1238, bởi vua Louis thứ 9 của Pháp. Vương miện này được đựng trong một hộp vàng tinh xảo và được cất giữ trong kho đồ quý của nhà thờ và chỉ thỉnh thoảng được trưng bày cho dân chúng xem. Đây không phải là lần đầu tiên cha cứu người dân Paris khỏi một thảm kịch quốc gia. Ngày 13 tháng 11 năm 2015, sau khi những tên khủng bố thuộc nhà nước hồi giáo IS sát hại 89 người trong một nhà hát ở Paris, Cha là người đã đến để cầu nguyện cho những người thiệt mạng và an ủi những người bị thương tích và mất người thân. Năm nay, cha Fauni đã ở tuổi 50, cha bắt đầu sứ vụ linh mục ở Pháp, sau đó cha chuyển đến vùng sát của Pháp. Cha gia nhập giáo hạt quân đội vào năm 2004 và đã hoạt động trong quân đội trên khắp thế giới trong 7 năm. Cha đã sống sót trong một vụ phục kích ở Afghanistan khi 10 người lính bị thiệt mạng. tin Sri Lanka, 119 tín hữu công giáo Sri Lanka bị giết trong thánh lễ. Trong số 310 người bị giết trong vụ khủng bố hàng loạt tại Sri Lanka hôm lễ phục sinh 21 tháng 4 vừa qua, có 119 tín hữu công giáo trong lúc họ đang tham dự thánh lễ phục sinh tại hai thánh đường. Có 91 tín hữu đã bị sát hại tại nhà thờ thánh Sebastiano, một trong những thánh đường công giáo lớn nhất tại thành phố Negombo, cách thủ đô Colombo 30 cây số về hướng bắc. Một tên khủng bố tự sát đã cho bom trong người hắn nổ tung tại đây, trong lúc 800 tín hữu dự thánh lễ phục sinh. Máy thu hình cho thấy một người mang một sắc đeo lưng nặng bước vào thánh đường trong lúc thánh lễ được cử hành. Hắn cho bom nổ tung, giết chết 91 người và làm bị thương 104 người khác. Tại đền thánh Anton Padova ở khu vực Cóc Kê, thuộc thủ đô Colombo, Bom nổ vào cùng giờ đã làm cho 28 người chết và hơn 100 người bị thương. Nhà thờ Thánh Anton Padova là một thánh đường cổ kính ở khu vực phía bắc thủ đô Colombo, được thánh hiến cách đây 175 năm vào năm 1834 và có giữ thánh tích là lưỡi của thánh Anton dòng Francisco, được đặt trong một khám đặc biệt cạnh tượng thánh nhân. Nhà thờ này được nâng lên hàng đền thánh quốc gia, nơi có đông đảo các tín hữu đến hành hương. Ông Pradip Kuma, một tín hữu ấn giáo sống gần đền thánh cho biết là đã nghe bom nổ trong nhà thờ lúc 8 giờ 45 phút sáng. Khi chạy đến thánh đường, ông thấy nhiều người chết và bị thương. Ông giúp chuyên chở những người bị thương tới bệnh viện và mang chăn mền đến phủ xác những người thiệt mạng. Tại nhà thờ tin lành Zion ở thành phố Patikaloa là cố đô của Sri Lanka, có 25 tín hữu bị thiệt mạng trong cuộc khủng bố. Tổng số các nạn nhân của loạt khủng bố này lên tới 310 người, trong đó có ít nhất 36 người nước ngoài và 500 người bị thương. Cho đến hôm 23 tháng 4 năm 2019, cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ 40 người để điều tra. Chính phủ Sri Lanka đã bổ nhiệm một ủy ban 3 người để điều tra về vụ khủng bố và phải phúc trình kết quả trong vòng 2 tuần lễ. Hôm 23 tháng 4, cả nước Sri Lanka đã cử hành lễ tưởng niệm các nạn nhân một điểm tin giáo hội hoàng vũ của trang thông tin giáo phận phú cường đến đây là hết hẹn gặp lại tất cả quý vị vào chuyên mục lần sau